đi đó. Ăn gì đó. Đi ra kia giờ. Để tới thời gian nữa. Thì chờ đến tối lúc nào. Cái mong chị giúp xúa tới chờ đây rồi. Em ấy thủ lầu chị bé ở đó tỏ cho chị bé một lúc niệm câu van nữa. Thì lúc bé hiểu lúc câu nữa. Câu này chỉ có câu sông nữa. Câu sông chị hữu câu van đấy rồi. Cái chờ nữa, bé thì chờ này mà. Cái lúc rồi chị bé một bé thì chờ này thích canh xin là chỉ một lĩnh có thể khó nữa. Đây là bếp từ giờ thế. Nó sẽ để cho sức khuyên này qua chè này. Chạy tên lần trào nữa. Lần trào nữa. Có cái kênh nữa. Mất thật xua à? Bé ủa lúc cầu va cho bé nhà là họ chết xin nữa. Lúc này là lòng nhà thế kìa. Nhà họ chết xin nữa. Cầu va nè. Bây giờ lúc cầu va thì bé cho bé nhà là họ chết xin. Bé thì giờ chỉ nhận khóc. Đã ít chủ có bé nông xin nữa. Sạch tên nó tên thật không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ tụi mình chưa chỉ nói gì khác thế chứ. Chưa xí hành đi à, chắc tự ý tổ chức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã là đã là alo tao giấy pizza thêm nè.